mèo mèo. Vâng, Peruman. Bên này sẽ là gì? Bên này sẽ là Pan. Peruman, vâng, hai Pan. Hai Pan đối đầu với Peruman. Thế ra bên này có lợi thế hơn rồi. Vâng, Peruman đối đầu với hai Pan. Vâng, hai Pan Mapla thì thường sẽ có một nhà kia. Không biết có phải không? Vâng, hôm tôi nghe No 1 nói như vậy. Vâng, nếu đây sẽ một bài. Vâng, nếu cả hai Pan giàu thì rất khó cho Peruman. Nhưng nếu mà có một trong hai nhà thì tình hình sẽ thay đổi rất nhiều. Vâng, bên kia No 1 cầm Persian. Điều rằng là bài SD đột biến của nó một đấy không? Chúng ta cùng chờ xem. Đây là Tom. Vâng, nhà một cánh rừng ốp vào dưới góc 9 tờ. Một bài có thể không được nhà. Trở lại trận đấu rồi. Đây là một bài Time Grand đến từ cái thủ tôm. Vâng, mới thấy một bãi quả đầu. Mình chưa thấy bảy hươu đầu đâu. Không biết bảy hươu đầu nhà anh nó nằm ở đâu. Vâng, liệu bảy con nó có nằm sát mép tường không? Vâng, thêm một bãi quả nữa nhưng mình như bãi quả nhà đội bạn. Vâng, còn pha ăn chanh. Vâng, No 1 cầm Persian. Vâng, Per ăn quả thì không loại phũ rồi. Vâng, pha đập BG. Vâng, đóng một chiếc BG khá nhạy cảm đến từ No 1. Vâng, bên No 1 ăn được cái bãi đã ăn được bãi quả hay chưa? Vâng, nếu đây là một pha bú trộm được bãi quả thì rất là tươi. Vâng, bú trộm bãi quả này thì Pan sẽ từ yếu thành khỏe. Vâng, có thêm cái gì không? Vâng, đây sẽ là 7 hiệu đồng. Vâng, như vậy No 1 cũng dò ra nhưng mà cái vị trí đặt BG đẹp nhất. Thì game thủ tôm đã đặt được. Vâng, câu thêm một voi luôn. Vâng, như vậy là tươi. Vâng, Persian mà ăn 2 bãi quả thì cũng chắc là cũng không thể đột biến nổi đâu. Nếu mà là một bài Persian, còn một bài Persian mà ăn bằng 2 bằng 2 bằng 3 bằng tầm 4 năm một vòi thì sẽ là bài khá đồng ý. Các bạn thấy rất nhiều nông dân, vâng, rất nhiều nông dân Persian đang bú những cây quả. Vậy đây sẽ không phải một bài đột biến đến Super. Chúng ta cùng xem bên kia một chút. Vâng, Pan này cũng không sớm sủa gì cho lắm. Đây là một Pan của Gandhi. Coi như Gandhi đã kích đời rồi. Bây giờ anh đang có 6 chiếc thịt. Có thể nói đây sẽ là một bài khỏe đến từ vâng Pan của Gandhi. Vâng, câu thêm con voi để lấy thêm lực thôi. Thực ra anh cũng đủ đồ rồi. Vâng,
Vâng, như gắn đi giết dân thì phải. Vâng, tại sao đánh 16 dân đây? Ôi, tôi vừa nhìn đến 17 cơ mà. Vâng, 18. Vâng, 18 và trừ 2. Đồng vừa rồi mà pha câu voi chết của dân. Và anh không câu nữa. Vâng, voi bừa quá. Vâng, đầu cánh anh sẽ là nhà của Roman. Roman do mèo cầm. Anh mèo cầm Roman. Vâng, bên kia đánh mèo cũng lên rất sớm. Người lên mỗi cái bản đồ là tôm. Còn tôm liệu có giữ được tham không? Vâng, bài Persia này chắc chắn không phải là một bài khỏe. Do ăn rất nhiều quả mà ăn thành cái pao thì lấy đâu ra một đòi khỏe dành cho Pơ. Còn tiếp tục ăn hoàng đến đường ăn đi. Nhưng mà này liệu có thể làm được cái gì nhà của Roman hay không? Vâng, mất hai con dân rồi. Có boy à không? Không phải boy để có thể giữ được những con dân này. Còn pha boy khá tốt. Dân ít thì cần phải giữ lại. Vâng, đi đâu đây? Thấy cái gì? Vâng, xem 1P. 1P nhưng anh chỉ có 3 dân đầu vàng. Vâng, lạc đà đến trước. Vâng. Ngoài kích 9, như vậy là con lạc đà sẽ đến sớm hơn những con chém. Vâng, mẹo nó không phải là một bài lên đời kiểu vớ vẩn. Một bài khá khỏe đấy từ mẹo. Bái gỗ thì bo lại kiểu gì đây? Bái gỗ này thì sẽ bo lại kiểu gì đây? Có những tầm dốc. Vâng, nhưng đã có một phê đến từ mèo. Vâng, hãy bình tĩnh. Bình tĩnh, những con phù của anh mèo chưa bị ra bây giờ đây. Vâng, chém giết tầm vài con dân. Khá đáng tiếc, vẫn còn bỏ. Cùng sang tôm. Tôm hình nhỉ. Vâng, đây là một bài Persian đến từ nơi 1. Persian cũng đánh lờ thôi, không phải một bài dị nhân đánh ngang. Vâng, làm gì đây? Vâng, như Persian đang chém nhà nào đó. Vâng, như đang chạy lên cái con voi đấy. Tôm có chạy đi không? Ăn đi. Mèo một vẻ một lạc đà. Đi yếu lắm. Hơi bực mình. Thế thì anh mèo có những vẻ chém khá khó chịu. Hồng quay về vẽ ruộng. Hồng có sắp 1T không? Hai cái ruộng và ba cái vâng, bốn cái mới kín được cái ruộng này. Trong bên kia là có một con phù đang công lên. Vâng, bắn chết con phù này và sang nhà của nó một không. Tức, vâng, khá tươi. Vâng, con phù rồi rất khó đấy. Vâng, chạy phát. Không biết mèo nó người quánh xe chưa. Vâng, bú nguyên mỏ quả thì khả năng sẽ quánh xe. Vâng, cái gì đây? Vâng, làm lại nhiều máu nhất. Có bánh xe và có thêm những con vâng, cái con này lấy vâng. Mèo đang dùng vài công phù đập dân. Vâng, bên kia liệu tôm có chiếm lợi thế trước nguyên thủ tôm một đấy không? Vâng, cũng là một loài công phù đến từ tôm. Persian đánh một bài trắng ruộng. Ở đây một tham pan khá to. Có thể gọi là khá to đến từ tôm. Vâng, lùi lại một chút. Vâng, chọn con cũng là mặt. Chẳng thấy chúng phải cân 2 chiếc tôm. Vâng, vầy một chiếc e. Vâng, vầy một chiếc e. Và phu. Được không? Có được không? Được, tên này thì khá tươi. Vâng, con phù làm sao cái kia? Vâng, phù. Vâng, nó một đang đánh khá chắc cốp. Vâng, nó một đã mất hết sạch con lạc đà rồi. Mất hết sạch con lạc đà. Vâng, lợi thế rất lớn. Vâng, phù thêm một lạc đà nữa khá đỏ. Vâng, là Gunny bây giờ có giữ tham không? Gunny chỉ cần giữ tham trước game thủ Roman hồ 7 thôi. Kiểu giữ tham cửa thắng rất cao bởi tôm chuẩn bị có thể đánh được chết nhà của 16. Vâng, những con dần sửa cái gì đây? Sửa cái gì đây khi mà đây cung R chứ không phải những con chém. Bức phu đúng ăn cung R. Khá đỏ. Nhưng điều đấy cũng không giúp cho game thủ nó một đỡ fit. Vâng, lại phù thêm một lạc đà nữa. À không, lạc đà đấy, con lạc đà của game thủ nó một. Nó giảm ra.
xây xong một chiếc BA. Còn một vài ý đồ chuyển này, nhưng mà sẽ đỡ tên này kiểu gì đây? Có game thủ Roman sang cứu. Roman sang cứu với một con ngựa giò và bốn con sọc đơn. Làm sao thể cứu đây khi đây là lạc đà ban và cung đà ban. Có những pha điều khá hay đến từ mèo mèo. Và con lạc đà của mùng 6 đang bị sao kia. Đi qua thấy dần và đứng yên, chịu trận luôn. Còn con lạc đà khá củi mía, nhưng đây sẽ là một tên. Vâng, không biết mùng 7 cầm quân gì. Mùng 7 cầm quân gì mà Roman, vâng, nhưng sao Roman lại có con cung rờ thế kia. Tôi nhớ là một Roman, một Pơ. Phải chắc mắt tươi hoa. Vâng, các bạn thấy những cái con rờ bán sau ạ. Roman phải có con cung rờ, phải chăng một bản hack mới để anh mèo. Vâng, sau trận thi đấu này tôi sẽ xin anh cái bản hack này mới được. Roman mà có cung rờ. Vâng, tham đang bị đèo khoảng tầm 6-4. Đây là 253 được nhiều điều. Vâng, con lạc đà. Và đây là anh khá khỏe, một vài da ruộng. Da ruộng. Vâng, đi rồi. Chúng mình đi. Vâng, nhưng nó một đã lên được qua. Rồi chắc là đồ do anh mèo bơm đây. Anh mèo không mua đồ được thì hiện nay không phải yếu đến kiếm mua đồ như vậy. Mất rất nhiều đồ. Mèo có trận này đang đi thi đấu hơn. Mà nếu anh thi đấu chuẩn ra một bài kích 9 của anh hoàn toàn có thể đánh chết được game thủ mèo. Vâng, nhưng bây giờ hiện tại anh đang hồi, đang cá hồi. Không biết có một khoanh ruộng gì cả. Như là nếu khoanh ruộng, không, ăn hoang con voi. Nhưng bây giờ thì rất nhiều sọc đơn đến từ mèo mèo. Tôm thì sao? Con tôm đang chuẩn bị chịu sự công phá đến từ nó 1. Vâng, xây thêm 2 nhà BA để xin được con cung R. Ok lắm. Phù máu những con lạc đà. Căn đi, nhưng mà mình đúng rồi. Đang cố gắng quấy nhảy với mèo, cho anh mèo có thể cơ hội phát triển và lên. Tô một. À không, đây là tô. Bị một tên công vâng. Vâng, sóc cả chém rồi. Vâng, cần phải bắt cái kích ngoài đi. Nếu không kích ngoài đấy cũng có thể sang được nhà của game thủ cắt rất nhiều. Vâng, bắn cung rờ. Nhưng đây là những con lạc đà, những con cung rờ thì rất dễ. Dễ hơn nhiều so với con cung này. Đây lại một tên công thẳng lên chính từ đại ca thôi, có thể nhiều ngoài như vậy. Nó thắng rất cao là do đồ bơm của anh mèo. Đổi nhà chắc, đổi nhà. Đổi được không? Tên này có đổi được không? Qua là khá nhiều. Tên đổi nhà đến từ Tôm, Tôm Krui. Thì như bên trong vẫn còn vài canh ruộng thì phải, nếu tôi không nhầm. Lạc đà thì nhiều, mà cung rờ thì ít, liệu ốp được cái con này không? Vâng, nhà anh đã bị kinh dần. Chạy. Năm nay 40. Không vào được. Nó của nó rất bé nhưng mà không thể nào vào được. Còn xe đây thì tí hoa đi lên khoảng 2 giờ. Chạy được gì đây? Trong ăn đi tham bao nhiêu rồi? Vâng, tham 13. Vâng, tôm sẽ đi kiểu gì đây? Tôm, cái pha này đi ngủ. Còn rất may là cái khe đấy có một cái đường có thể đi được. Vâng, và quýt rồi. Tỷ số được cân bằng 2 đều cho đường 6. Vâng, liên tiếp những cái trận mà dẫn trước 2-0 và để vật 2 đều.
thi đấu này có